sáng. Niềm tin ánh sáng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh giao thông quốc gia FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, tác giả Hà Anh có bài phản ánh về những chương trình dự án của Trung ương Hội Người Mù Việt Nam và một số tỉnh thành hội thể hiện sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần vào việc xây dựng môi trường thuận lợi để phụ nữ mù được nâng cao kiến thức, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình là chia sẻ của em Nguyễn Minh Hải, một trong bốn thành viên đang phát triển website tìm kiếm việc làm cho người khiếm thị. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Lương Thị Anh, Chủ tịch Hội Người Mù quận Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, phụ nữ khiếm thị là những người gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống và thường thiệt thòi hơn so với những người đồng tật là nam giới. Đặc biệt do đặc điểm tâm lý và phải đối diện với nhiều khó khăn, chị em thường mang nặng tự ti, mặc cảm và ít có cơ hội bày tỏ ý kiến nguyện vọng của mình. Hiểu rõ vấn đề này, những năm vừa qua bên cạnh những hoạt động thường niên, Trung ương Hội Người Mù Việt Nam và một số tỉnh thành hội đã có những chương trình dự án thể hiện sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thiết thực vào việc xây dựng môi trường thuận lợi để phụ nữ mù được nâng cao kiến thức, kỹ năng, giao lưu chia sẻ, từ đó thêm mạnh dạn, tự tin, vươn lên trong cuộc sống. Cùng với việc tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Phụ nữ, Hiệp hội Người Mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ban Công tác Phụ nữ Trung ương Hội đã mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng và triển khai dự án, tập huấn cán bộ và nâng cao năng lực cho phụ nữ mù tại tỉnh Thái Bình do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Dự án đã tổ chức tập huấn cho 27 cán bộ và hội viên nữ nòng cốt trong thời gian một tháng với các nội dung về chăm sóc sức khỏe, hôn nhân, xây dựng cuộc sống gia đình, chính sách pháp luật liên quan tới phụ nữ khuyết tật, cùng các kỹ năng sống và làm việc như kỹ năng giao tiếp, ứng xử, quản lý nhân lực, tài chính, tổ chức hội nghị, hội thảo, câu lạc bộ. Sau khóa học, các học viên trở về đơn vị cùng với ban chấp hành tỉnh hội, huyện hội xây dựng các câu lạc bộ phụ nữ nhằm chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đồng thời tạo điều kiện để chị em bày tỏ ý kiến nguyện vọng, giúp cộng đồng hiểu thêm và xích lại gần hơn, quan tâm giúp đỡ để người mù nói chung, phụ nữ mù nói riêng vươn lên trong cuộc sống. Cùng với việc hỗ trợ thành lập và tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, dự án cũng đã tổ chức hội thảo về quyền của người phụ nữ khuyết tật và xây dựng diễn đàn phụ nữ trên cổng thông tin điện tử của hội nhằm mở rộng đối tượng, tạo điều kiện cung cấp kiến thức, kỹ năng, xây dựng môi trường giao lưu thân thiện, bình đẳng cho phụ nữ khiếm thị nói riêng, phụ nữ khuyết tật nói chung của cả nước. Là người tham gia tích cực vào các hoạt động của dự án ở địa phương, chị Bùi Thị Thêu, Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Thái Bình chia sẻ. Nói chung tất cả các đồng chí cán bộ và hội viên, các chị em nữ được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ này rất là vui và phấn khởi. Trung ương cũng đi trọng tâm và chuyên đề để cho chị em được nâng cao cái năng lực cho cái bản thân, cuộc sống của mình. Thứ hai nữa được giao lưu học hỏi với người khuyết tật. Ba nữa là hòa nhập với cộng đồng và xóa đi mặc cảm tự ti cho cuộc sống của mình. Thế chị em rất là phấn khởi ạ. Bên cạnh dự án của Trung ương hội, với sự hỗ trợ của tổ chức Marigno Hoa Kỳ, tỉnh hội Vĩnh Phúc cũng đã thực hiện dự án nâng cao năng lực cho phụ nữ khiếm thị. Tham gia dự án, 100 phụ nữ khiếm thị trong tỉnh đã được tập huấn các kiến thức về hôn nhân, gia đình và bình đẳng giới, các kỹ năng chăm sóc sức khỏe bao gồm sức khỏe tổng quát, sức khỏe sinh sản và phòng chống một số bệnh thường gặp đối với phụ nữ, các kỹ năng xã hội như kỹ năng giao tiếp, tự nhận thức giá trị bản thân, phương pháp tư duy tích cực, quản lý tài chính, quản lý thời gian. Điều quan trọng là khi tham dự các lớp tập huấn với phương pháp mới, lấy người học là trung tâm, chị em được đặt các câu hỏi, trao đổi giải quyết các tình huống thực tế, bày tỏ những suy nghĩ và quan điểm của mình một cách thoải mái. Chính vì vậy, nhiều người vốn rất nhút nhát, ngại giao tiếp cũng đã trở nên mạnh dạn, tự tin hơn. Chị Nguyễn Thị Nga, trưởng ban công tác phụ nữ tỉnh hội Vĩnh Phúc cho biết, lúc mới bắt đầu lớp học, tất cả chị em chúng tôi đều nhút nhát, rụt rè, nhưng khi được tiếp thu các kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng xã hội, chúng tôi đã mạnh dạn, tự tin, chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn đồng tật và các thầy cô giáo. Với chị em phụ nữ thành hội Người Mù Hà Nội thì hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất với họ trong năm 2015 vừa qua đó là cuộc thi viết Phụ nữ khiếm thị cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta. Cuộc thi đã thực sự tạo không khí sôi nổi, khơi dậy nguồn cảm hứng để chị em viết lên những tâm sự đời mình, những đổi thay từ khi tham gia sinh hoạt hội, những tấm gương phụ nữ mù vượt khó vươn lên mà chị em hằng yêu mến, cảm phục, những kỷ niệm sâu sắc làm thay đổi nhận thức của chính mình và cả những nỗi niềm trăn trở trong cuộc sống cũng như trong công tác hội.
77 bài tham dự cuộc thi, có cả những bài của các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, đến những bài của các bác hơn 70 tuổi, đã thể hiện sự lôi cuốn hấp dẫn của cuộc thi đối với những cán bộ hội viên nữ trong toàn thành hội. Chia sẻ những cảm nhận của bản thân với tư cách là giám khảo cuộc thi, bà Đinh Việt Anh, trưởng ban công tác phụ nữ Hội Người Mù Việt Nam bày tỏ. Chúng tôi cũng rất xúc động khi thấy được những tấm gương phụ nữ với nghị lực phi thường và sức sống mãnh liệt, thấy được những cái tình cảm chan chứa mà các hội viên nữ đã dành cho hội, thấy được cái hơi ấm của hội và cái ánh sáng lấp lánh của hội trong cuộc đời của mỗi cán bộ hội viên. Có thể nói là mỗi bài đều có những nét đẹp riêng, những ý nghĩa riêng và tạo được những cái ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc, trong lòng ban giám khảo chúng tôi. Có thể khẳng định, các hoạt động nêu trên đã thể hiện những nét mới trong công tác phụ nữ tại các cấp hội người mù, tạo môi trường để chị em được chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và bày tỏ tiếng nói của mình, được tiếp thêm động lực, niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng rằng những hoạt động này sẽ ngày càng được phát huy, nhân rộng, góp phần giúp chị em phụ nữ khiếm thị khắp nơi trong cả nước từng bước khắc phục khó khăn, phát huy khả năng, tự khẳng định mình và cùng nhau đoàn kết, phấn đấu xây dựng cuộc sống tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng đi lên, hòa nhịp với sự phát triển chung của xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, với mong muốn xây dựng kênh kết nối giữa nhà tuyển dụng và người khiếm thị, một nhóm học sinh sinh viên đến từ Mái ấm Thiên Ân, thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển website tìm kiếm việc làm cho người khiếm thị. Dự án được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF và Mạng lưới Khởi nghiệp trẻ Việt Nam hỗ trợ. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cung cấp đến quý thính giả những thông tin về dự án này thông qua nội dung trao đổi của phóng viên chương trình với em Nguyễn Minh Hải, một trong 4 thành viên thực hiện dự án này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào Minh Hải. Cảm ơn em đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Dự án xây dựng website tìm kiếm việc làm cho người khiếm thị mà các em đang thực hiện có nội dung quan trọng nhất, đó là xây dựng nên một kho dữ liệu về việc làm của người khiếm thị. Vậy trước tiên em có thể chia sẻ để thính giả của chương trình hiểu hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của kho dữ liệu này được không? Cái điểm nhấn của website của em ấy là xây dựng một cái kho mà định nghĩa việc làm của người khiếm thị, là giới thiệu những cái công việc mà người khiếm thị đang làm hiện nay, ngoài việc giới thiệu bằng lời và để ghi ra những cái yêu cầu của công việc đó, những cái bằng cấp, những cái chuyên môn gì cần, thì còn sẽ có những cái hình ảnh và video để giới thiệu về cái công việc đó. Thì cái mục đích của cái kho việc làm này là chứng minh cho các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp hiểu rằng người khiếm thị có khả năng làm việc, thì lúc ấy họ sẽ tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thị, và đồng thời ấy, qua cái kho việc làm ấy giúp những người khiếm thị ấy hiểu được những cái công việc mà mình có thể làm hiện nay. Tại vì thực sự trước khi bọn em chưa làm những cái cuộc khảo sát điều tra này thì em chỉ nghĩ là người khiếm thị chỉ làm được một vài công việc như là làm massage, làm gì chỉ khoảng 7-8 công việc gì đó thôi. Nhưng mà sau khi bọn em thống kê thì người khiếm thị làm rất nhiều công việc. Ngoài kho dữ liệu về việc làm liên quan đến người khiếm thị thì website sẽ có những chuyên mục nào đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin cũng như là tạo kênh kết nối giữa những người khiếm thị với nhà tuyển dụng vậy? Tiếp theo ấy là sẽ có những cái mục như là đăng tin tìm việc. Thì những người khiếm thị sẽ đăng tin lên tìm việc, đăng tin thông tin cá nhân, khả năng của bản thân lên và đăng tin, thì bọn em sẽ tổng kết lại hoặc là sẽ có những cái chuyên mục dành cho các nhà tuyển dụng, họ coi họ cảm thấy ứng viên là phù hợp thì họ sẽ tuyển vô. Và có những cái mục như đăng tin tuyển dụng thì nó cũng thông thường như những cái website việc làm bình thường thôi. Nhà tuyển dụng muốn tìm kiếm nhân viên cho doanh nghiệp, cho công ty của mình ấy, thì họ sẽ đăng lên. Và ngoài ra em có thêm những cái như là cái kho mà chia sẻ kinh nghiệm ấy. Thế em sẽ phân ra những một là chia sẻ cho nhà tuyển dụng, thì em sẽ chia sẻ như ví dụ những cái đơn giản như là về cái pháp luật quy định là những ưu tiên, những lợi thế dành cho những cái doanh nghiệp mà nhận người khuyết tật nói chung và người khiếm thị vào làm việc nói riêng, thì họ sẽ được nhận ưu đãi gì, họ sẽ được hỗ trợ như thế nào, hoặc là những cái bài viết giúp nhà tuyển dụng có thể dễ dàng làm việc với người khiếm thị. Còn với những bài viết dành cho người khiếm thị như là hướng dẫn về cách làm một hồ sơ hay viết một bản CV hoàn chỉnh, hay là những cái mà giao tiếp thông thường với người khiếm thị. Tại vì thực sự những người khiếm thị ấy, khi mà có nhiều người ta bị khiếm thị từ nhỏ nên nhiều khi cái thế giới quan của họ không được mở rộng, nên mình có thể hướng dẫn họ là khi đi làm thì phải phong thái phải như thế nào, đó là những cái rất là cá nhân riêng tư. Và thêm một nữa là mục chia sẻ thông tin đào tạo. Thì trong cái mục chia sẻ này thì em sẽ giới thiệu tất cả các trường, các trung tâm, các khóa học mà đào tạo nghề, đào tạo học năng dành cho người khiếm thị. Được biết là hiện nay nhóm thực hiện dự án của các em chỉ có 4 thành viên mà lại là những người khiếm thị.
Việc phát triển website này hẳn cần một đội ngũ nhân lực khá lớn để có thể thực hiện những chuyên mục phong phú như em vừa mới chia sẻ. Vậy thì không biết là nhóm đã có những kế hoạch gì trong thời gian sắp tới? Hiện tại bọn em đang phải giới thiệu cái website đến cho các nhà tuyển dụng và cho người khiếm thị. Thì khi mà website bắt đầu hoạt động ấy, thì mọi người sẽ tích cực tham gia. Ví dụ như xây dựng kho việc làm ấy, thì bọn em chỉ xây dựng một số công việc chính thôi. Thì trong một thời gian đầu ấy, thì bọn em sẽ làm một số công việc để tạo ra một cái website có được một ít cơ sở dữ liệu. Thì sau đó thì bọn em sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư. Những người quản lý ấy, thì lúc đầu ấy, thì chỉ là có nhóm bọn em thì gồm 4 người. Nhưng mà sau trong quá trình khi mà website bắt đầu hoạt động ấy mà được kêu gọi được thêm đầu tư thì bọn em sẽ tuyển thêm tình nguyện viên. Tại vì cái công việc của em là có những công việc như là phải đi thuyết phục các nhà tuyển dụng này, họ có thể sử dụng website và họ có thể tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thị, phải đi xây dựng những cái kho việc làm ấy thì cần những tình nguyện viên thấy đường. Thì trong thời gian đấy thì phải cần có sự đầu tư. Thì hiện tại ở bên UNICEF và VY, cái mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam ấy, thì đến ngày khoảng cuối tháng 4 thì sau khi mà cái dự án bọn em hoàn thành cái hỗ trợ ban đầu 3 tháng đầu của bên dự án mà bọn em thực hiện xong ấy, thì sẽ có một buổi tổng kết và lúc đó sẽ có các nhà đầu tư họ đến, họ xem cảm thấy là dự án của bọn em có tích cực, có đem lại lợi ích cho cộng đồng không ấy, thì bọn em sẽ kêu gọi thêm đầu tư. Một lần nữa xin được cảm ơn Minh Hải về những nội dung thú vị mà em đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn khiếm thị cũng như các nhà tuyển dụng quan tâm đến dự án giàu tính nhân văn này có thể liên hệ qua email jobforblind@gmail.com hoặc số điện thoại 09777899921 gặp Minh Hải, hoặc qua trang Facebook của dự án tại địa chỉ Job for Blind, việc làm cho người khiếm thị. Thưa quý vị và các bạn, một chút mặc cảm, thiếu tự tin vào bản thân khiến cho những người phụ nữ khiếm thị luôn gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, ở Hội Người Mù thành phố Hải Phòng, có một nữ cán bộ không chỉ vượt lên chính mình bằng sự nỗ lực rất lớn mà còn vận dụng sự khéo léo, mềm dẻo vốn có trong công việc. Bà trở nên gần gũi thân thiết với chị em, được chị em tin cậy, yêu mến. Bà Lương Thị Anh, Chủ tịch Hội Người Mù quận Kiến Thụy là một cán bộ như vậy. Trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và làm quen với bà Lương Thị Anh qua bài giới thiệu của tác giả Trịnh Thùy Dương. Tiếp xúc với bà Lương Thị Anh ngay từ lần đầu tiên, ai cũng có cảm giác như đang nói chuyện với một người chị, người mẹ trong gia đình. Ở bà toát lên vẻ hiền lành phúc hậu, giọng nói trầm ấm, ôn nhu và thái độ ân cần hòa nhã với mọi người. Nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài ấy là nghị lực sống, một khát vọng vươn lên bình đẳng và hòa nhập cộng đồng rất mãnh liệt. Qua nhiều năm làm công tác hội, bà đã truyền ngọn lửa đó cho những người phụ nữ cùng hoàn cảnh như mình, thúc đẩy họ vươn lên, vượt qua mọi rào cản chủ quan và khách quan. Bao nhiêu năm gắn bó với hội là bấy nhiêu thời gian bà Anh coi hạnh phúc của hội viên là niềm vui của mình, nỗi buồn của hội viên cũng chính là điều bà băn khoăn, trăn trở. Mừng vui khôn tả khi một hội viên trẻ tìm thấy bến đỗ hạnh phúc, thêm một phụ nữ thực hiện quyền làm mẹ, hay một gia đình hội viên chuyển từ ngôi nhà rột nát tạm bợ sang ngôi nhà đại đoàn kết, ấm cúng, tràn ngập yêu thương. Cũng không ít lần phải day dứt trước cảnh một phụ nữ bị gia đình bạc đãi hay người già ốm đau lại neo đơn, không nơi nương tựa. Nhiều năm đảm nhiệm vai trò người đứng đầu tại Hội Người Mù huyện Kiến Thụy, bà Lương Thị Anh đã vận dụng kinh nghiệm cùng sự năng động sáng tạo, không ngừng học hỏi để đưa phong trào chung của hội đi lên. Hội đã xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả quỹ vì hạnh phúc người mù, số vốn lên tới hàng chục triệu đồng để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Xuất phát từ tâm nguyện của mình muốn tạo việc làm ổn định cho hội viên ngay tại huyện nhà, cộng với quyết tâm cao, dám nghĩ dám làm của một lãnh đạo, được sự ủng hộ của địa phương và hội cấp trên, bà Anh đã mạnh dạn xây dựng cơ sở xoa bóp bấm huyệt. 5 năm hoạt động hiệu quả, lượng khách ngày càng đông, mang lại doanh thu tăng đều. Thu nhập của người lao động ngày càng ổn định đã cho thấy quyết định có phần táo bạo của bà là hoàn toàn đúng đắn. Đến thăm Hội Người Mù Kiến Thụy khang trang rộng rãi, cơ sở vật chất được nâng cấp thường xuyên. 6 nhân viên xoa bóp và cán bộ hội gắn bó với nhau như người một nhà. Càng ngưỡng mộ hơn khi những người xây dựng nên cơ sở ấy đều là phụ nữ, chân yếu, tay mềm. Từ năm 2009 đến nay, bà Lương Thị Anh được hội viên Hội Người Mù thành phố Hải Phòng bầu vào ban thường vụ thành hội kiêm trưởng ban nữ công. Thêm niềm vui, cũng gánh trên vai thêm nhiều trọng trách. Bà Anh thường xuyên đi sâu đi sát từng cơ sở, nắm bắt đời sống chị em ở từng đơn vị. Phụ nữ khiếm thị Hải Phòng ngày càng được quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học tập, học nghề, tìm kiếm việc làm, thực hiện quyền làm vợ, làm mẹ. Nhờ có hội,
vai trò của người phụ nữ khiếm thị trong gia đình và ngoài xã hội đã được nhìn nhận với thái độ tích cực hơn. Tiếng nói chung của họ cũng giá trị hơn trong cộng đồng. Tuy nhiên cũng còn nhiều điều khiến các cán bộ như bà Anh phải chăn trở. Công tác phụ nữ ở nhiều đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Chị em còn ít được tham gia sinh hoạt hội. Đời sống còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là phụ nữ khiếm thị nhiều nơi chưa gắn kết được với hội phụ nữ ở xã huyện mình. Mặc dù phụ nữ khiếm thị còn vấp phải nhiều hạn chế trong quá trình vươn lên bình đẳng và hòa nhập cộng đồng, cán bộ nữ gặp không ít khó khăn khi phải hoàn thành một lúc hai trách nhiệm nặng nề, công việc gia đình và việc hội. Với những nữ cán bộ tâm huyết như bà Lương Thị Anh sẽ đưa phong trào đi lên, nâng vai trò, vị thế của phụ nữ khiếm thị trong gia đình cũng như xã hội. Quý thính giả thân mến, chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp của quý thính giả. Thư và bài viết quý vị có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ: Chương trình Niềm tin ánh sáng, kênh Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 10, số 58 Quán sứ Hà Nội, hoặc thư điện tử niềmtinanhsang@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình.